Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có 116.000 doanh nghiệp cần tuyển khoảng 1,9 triệu lao động năm 2024, trong đó nhu cầu lao động phổ thông chiếm 44%. Cụ thể, tình hình thị trường lao động 5 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu hướng về nhóm nhân lực không yêu cầu bằng cấp chứng chỉ, hơn 800.000 người. Trình độ đại học và trên đại học chiếm 19%, khoảng 360.000 người. Cục Việc làm nhận định tổng thể thị trường lao động duy trì đà phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro chưa bền vững.